Good morning tất cả mọi người, mình là Hải Bình và đây là Bobby. Hải Bình thì làm về life insurance, đại diện cho life insurance của công ty New York Life, và chị Bobby. I do financing, mình cho vay tiền giống như là cho nhà, cho đất đai, construction loan, business loan, SBA loans and commercial real estate loans. Too many loans. She can do all. Lời đầu tiên thì Hải Bình và chị Bobby xin chúc cho tất cả mọi người đang xem clip này sẽ có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều tiền nha. Thì thank you chị Bobby, trong những tháng vừa qua đã giới thiệu rất là nhiều khách business owner cho Hải Bình làm life insurance để đi mượn tiền. Và câu hỏi mà Hải Bình cũng như là nhiều người muốn hỏi chị đó là tại sao một số người lại cần có life insurance để đi mượn tiền và một số đối tượng khách hàng lại không cần. Lúc mà Hải Bình nói là cần tức means là required, right? Cái chữ required là không có, it's not required. So có hai loại consumer, cái hai loại cái người đi vay. Cái người vay thứ nhất á, nếu mà cái người đó đã có rất là nhiều cái nó gọi là portfolio. Portfolio tức nghĩa là tê đã có tài sản, tê đã có nhà rồi, tê đã có đất rồi. Thì lúc mà tê go to the bank to go finance, thì lúc mà mình finance cho cái người borrower đó, cho cái người chủ tiệm hoặc là cái người self-employed đó who wants to expand, mở ra một cái salon, boba, nhà hàng, whatever the case may be, thì nếu mà đã có tài sản rồi, nhà băng sẽ nắm collateral. Okay. Right? Yes. Tuy nhiên nếu mà cái người nào mà không có collateral, thì lúc đó I said, hey, do you have life insurance? Oh. Is life insurance a collateral? Yes. So, một trong hai nhà băng nó sẽ nắm, tại vì thường thường lúc mà chúng ta có một cái business như là salon, nó không có real estate. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, they phải nắm something. Yes. Right? So, nếu mà nắm một trong hai, would you rather nắm cái nhà của cái người chủ nhân đó, hoặc là nắm cái life insurance. Take the life insurance. Yes. Phần thứ hai là ngoài cái life insurance đó ra, nếu mà không có collateral thì cái cơ hội để mà cái loan approve it goes small. Tức là mình không mượn được tiền. Yes. Nếu mà chúng ta có collateral như là nhà cửa đất đai hoặc là life insurance, thì cái cơ hội để mà finance is much better. Wow. Vậy là Hải Bình xin tóm gọn lại một chút xíu những gì mà chị Bobby nói vừa qua. Thưa mọi người, thì tại vì chị Bobby đó là chỉ đại diện cho ngân hàng. Yes. Thế nhưng trong cùng một lúc mà vừa đại diện cho ngân hàng, thì ngân hàng sẽ rất là thích quý vị có rất là nhiều tài sản. Of course, mình có nhiều tài sản để thế chấp thì họ thích chứ. Nhưng một số người không có thì sao? Thì chị Bobby cũng giúp luôn người khách hàng đó là có được cái life insurance thông qua Hải Bình. Thì khi đó người khách hàng đó cũng sẽ có cái cơ hội đi mượn tiền giống như những người có nhiều tài sản. That's right. Beautiful. Yes, it's a win-win. Yeah. So nếu mà chúng ta muốn coi thêm một cái topic khác, or your question của Ben rất là hay, rất là good. So feel free to message to Ben and write your question and we'll answer it. Other than that, watch out for the next question. Chắc là Ben còn thêm vài câu hỏi cho Bobby ha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này và hy vọng mọi người sẽ stay tuned và tiếp tục theo dõi những video clip kế tiếp của mình và chị Bobby nha. Xin cảm ơn.